Hello, xin chào toàn bộ nhá. Số điện tử công nghệ cao hotline 0865 618 226. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người về mẫu sản phẩm bộ phát wifi gắn SIM 4G gồm có 4 dâu bạn nhé. Mã của mẫu sản phẩm này là bộ phát wifi LC16 bạn nhé. Đây. Thì đây là sản phẩm này. Thì cái mẫu này sẽ sử dụng SIM là 3G, 4G, 5G bạn nhé. Với tốc độ đường truyền là 300 Mbps này. Có hỗ trợ cả mạng LAN. Đó, và đây tên là C16 bạn nhé, 4G. Thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về mẫu sản phẩm này cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết nhé. Đây là một bộ sản phẩm đầy đủ cho các khách hàng. Thứ nhất, nó sẽ gồm có một chiếc bộ phát wifi 4 dâu này, màu trắng bạn nhé. Đây, mẫu này sẽ nhỏ gọn hơn cái mẫu H300G bạn nhé. Đây, rất là nhỏ gọn bạn nhé. Đi kèm theo sản phẩm thì sẽ gồm có một dây kính cấp nguồn này và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết. Tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng nước ngoài bạn nhé. Bằng tiếng Anh. Trong này có rất là nhiều có giấy hướng dẫn này, truy cập vào trong đường link để đổi tên wifi cũng như đổi mật khẩu bạn nhé, rất là chi tiết. Các bạn chỉ cần làm theo tờ giấy hướng dẫn sử dụng này là có thể đổi được mật khẩu thôi. Bạn nào là sinh viên này cũng như là bạn nào ở vùng cao vùng núi cũng như bác nào làm xe khách mà cần cái bộ phát wifi gắn SIM để sử dụng này thì bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây, các bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh tôi Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Nhận hàng thì các bạn được bóc hàng ra kiểm tra nắp SIM và test thử luôn, chất lượng ok, cam kết giống như video mình đang quảng cáo các bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số chức năng ở trên chiếc bộ phát wifi LC16 này và sau đó sẽ hướng dẫn mọi người cách để có thể là sử dụng nhé. Thì trên đây sẽ có, đây là nguồn này, qua đây là cổng mạng LAN bạn nhé, LAN 1, LAN 2, LAN 3 này, wifi này, đây là mạng SIM. Khi các bạn gắn SIM 4G vào thì nó sẽ hiện một cái dấu chấm màu xanh ở đây. Đằng sau đây sẽ là những cái thông số nhé. Tên SSID đây sẽ là cái tên wifi của cái bộ phát wifi này phát ra, sẽ là CBE gạch ngang 002370 bạn nhé. Mật khẩu thì các bạn sẽ nhập là 123456678. Input đây sẽ là nguồn đầu vào là 12V bạn nhé, 12V 1A. Web để các bạn có thể là truy cập vào trong cái đường link đó để đổi tên wifi cũng như đổi mật khẩu là 192.168.1.1 bạn nhé. Username thì các bạn sẽ đặt là sẽ nhập là root, còn password các bạn sẽ nhập là admin bạn nhé. Và đằng sau thiết bị đây sẽ có power, đây là sẽ là chân cấp nguồn này, chân cắm sạc cắm nguồn này, đây sẽ là 4 cái cổng mạng LAN nhé, đây sẽ là cây lắp SIM, đây sẽ là nút reset. Khi bộ phát wifi này không phát wifi hoặc là nó phát wifi nhưng mà không dùng được thì bạn sẽ dí liền nó reset này khoảng 10 giây để reset bộ phát nhé. Đây, mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc SIM đã đăng ký mạng sẵn 3G 4G thì mình sẽ gắn vào. Đó, gắn SIM thì bạn sẽ gắn keo chiều này cho mình nhé. Đó, chiều lắp cắt của bạn sẽ cho vào trong. Các bạn sẽ gắn vào. Sau bạn sẽ ấn vào, nó sẽ có tạch một cái nhai. Đó, tiếp theo thì để sử dụng thì các bạn sẽ cấp nguồn vào thôi. Mình sẽ cấp nguồn cho bộ phát thôi. Đó, như này là cái bộ phát này là đã kích hoạt lên rồi các bạn nhé. Đó, và khi mà các bạn cắm nguồn điện vào như này thì các bạn sẽ chưa dùng được luôn đâu, các bạn sẽ phải đợi khoảng 30 giây đến 40 giây thì cái bộ phát wifi nó sẽ phát cho bạn một cái mã wifi, thì sau đó bạn sẽ nhập mật khẩu vào. Đây mình sẽ lấy điện thoại mình test thử luôn. Mình sẽ lấy một cái máy điện thoại này. Các bạn sẽ chọn vào mục cài đặt này, chọn vào mục nào wifi nhé. Các bạn sẽ đợi một chút thì cái bộ phát wifi này sẽ phát cho bạn một cái mã wifi nhé. Các bạn đợi một chút. Mà đợi một chút nhé thì nó sẽ phát ra cho bạn một cái mã wifi. Đây, CBE gạch ngang 002370 này, các bạn sẽ nhập vào. Mật khẩu thì các bạn sẽ gõ vào đây là 123456678 nhé. Đây là mật khẩu mặc định này, các bạn sẽ kết nối vào. Đợi một chút.
Đó, khi bạn đã kết nối xong thì bạn có thể truy cập vào mạng như bình thường, lướt TikTok rồi là lướt Facebook, Zalo. Đây mình sẽ vào YouTube nhé. Đó, mình sẽ vào YouTube, mình sẽ test cho mọi người. Đó, mình sẽ test cho mọi người cái đây video đây. Nói chung là mình bấm video bất kỳ thôi. Đó, đây mình sẽ test cho mọi các bạn bằng ba cái điện thoại luôn, ba cái điện thoại sử dụng cùng một lúc luôn. Đó. Mình sẽ kết nối vào này. Đó, các bạn sẽ nhập mật khẩu wifi vào. Đó, khi kết nối xong thì các bạn sẽ thoát ra ngoài, các bạn vào một YouTube này. Đó, mình vào video bất kỳ thôi. Đó, rất là mượt luôn các bạn nhé. Đây là hai máy điện thoại nhé. Tiếp theo thì mình sẽ lấy cho các bạn một cái máy điện thoại nữa này. À, chọn vào mục wifi. À, các bạn sẽ nhập một khẩu wifi vào cho các bạn kết nối thôi. Mấy cái mẫu bộ phát wifi này thì các bạn không cần phải cài đặt gì hết các bạn nhé, các bạn chỉ cần bật lên cắm nguồn điện vào là dùng thôi. Đó, đây đây mình sẽ vào trong một YouTube nhé. Đó, video này 2 tiếng luôn. Đó. À, rất là mượt các bạn nhé, ba máy điện thoại mình sử dụng vào YouTube cùng một lúc luôn, rất là mượt. Đó, thì vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của cái bộ phát wifi gắn sim 4G mã là LC16. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về cái mẫu sản phẩm bộ phát wifi này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226, các bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh Vinang Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc, nhận hàng thì bạn được bóc hàng ra kiểm tra và test thử, cam kết chất lượng giống như video mình đang quảng cáo đây các bạn nhé. Nhận hàng đúng như video mình đang quảng cáo thì các bạn mới thanh toán tiền, mà không đúng như video mình đang quảng cáo thì các bạn cứ hoàn hàng về cho mình và đơn vị nhà mình là không thu tiền phí ship của các bạn nhé. Đó, thì video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm mọi người ở những video clip sau.